Chị Quyên cho biết, vào ngày 30 tháng 6, sau khi nhận được một khoản tiền từ người thân vào tài khoản, thì điện thoại của chị bất ngờ bị treo. Sau khi khởi động lại, tài khoản của chị bỗng dưng bốc hơi số tiền gần 2 tỷ đồng. Chị Quyên khẳng định chị không trực tiếp thực hiện giao dịch rút tiền này, đồng thời không truy cập bất kỳ đường link lạ hay chia sẻ mật khẩu dịch vụ Internet Banking. Khi mình cầm lên, mình thấy nó bị treo và mình khởi động điện thoại lại thì trong vòng 2-3 phút thôi à. Và khi mình khởi động lại được thì mình đăng nhập vào trong app, mình phát hiện ra được là thấy có 3 cái giao dịch chuyển tiền, nhưng mình không hề thực hiện 3 cái giao dịch đó. Và sau đó thì mình có điện thoại hỏi người nhà là có thực hiện giao dịch đó hay không. Và sau khi xác nhận được là người nhà không có thực hiện thì mới điện thoại lên tổng đài của ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản liền. Và sau khi kết thúc cuộc gọi thì mình lại bị trừ cái khoản tiền thứ tư. Chị Quyên đã ngay lập tức liên hệ với phía bên ngân hàng Vietinbank để kiểm tra các giao dịch trên hệ thống. Ngân hàng cho biết tài khoản của chị đã bị chuyển sang cho một người khác tại ngân hàng BIDV. Hiện phía ngân hàng cũng đã cung cấp đầy đủ dữ liệu thông tin liên quan tới giao dịch cho công an để phục vụ điều tra. Về phía ngân hàng của bên kia thì cũng wifi công cộng hoặc thận trọng khi nhấn nút tải các phần mềm về điện thoại, vì có thể có các phần mềm gián điệp chạy ẩn nhưng không phải ai cũng biết. Qua các app này, hacker hoàn toàn có thể biết được các dữ liệu để lấy mã OTP của người dùng.